Phần 10 Quần tới quần lui cả hơn nửa giờ đồng hồ trên sông, ghe taxi mới gặp được cá lớn. Ghe chậm dần và cập lại bên hông cá lớn trong sự vui mừng của khách vượt biên. Lần lượt từng người chui ra khỏi ghe taxi và nhanh chóng trèo sang cá lớn. Tôi chui ra sau cùng, trèo qua đứng loay hoay trên mặt sàn cá lớn. Gió trên sông thổi mạnh hơn, cùng tiếng nước vỗ vào thân ghe, làm tôi có cảm giác sờ sợ, sợ một người đứng gần liền cầm tay tôi, ấn tôi chui tọt ngay xuống khoang hầm. Trong khoang hầm mùi dầu máy hơi người, quyện cùng mùi dầu gió xanh, con ó nồng nặc Cái mùi quen thuộc trong các chuyến vượt biên khi trước. Cá lớn chạy chậm chậm nhận thêm khách chuyển tiếp ở các ghe taxi khác. Khoang hầm càng lúc càng đông người cho đến khi có tiếng phản đối. Chỗ đâu nữa mà nhét hả các chăn nội? Nói thì nói, khách vẫn được chuyển tiếp lên cá lớn và nhồi xuống luôn khoang hầm. Thật lạ lùng, đông người vậy mà vẫn đủ chỗ. Nam hay nữ gì bất kể, mặt kề sát vào lưng hoặc đè lên nhau, lên thân của nhau. Tôi thấy khó chịu, phải ngửa mặt lên ô chống cửa khoang hầm, mong tìm chút không khí để thở. Chắc chắn sẽ có người xỉu nếu cứ ở lâu trong khoang hầm tối đen nóng nực, ngột ngạt và chật chội. Chợt tiếng người trên mặt sàn ghe nói vọng xuống, cá lớn bắt đầu chạy, tụi tôi phải đậy kín nắp hầm đó nha. Ráng chịu đựng một chút nghe bà con. Tiếng máy nổ to hơn, cá lớn rùng mình và từ từ tăng tốc độ. Tiếng nước vút sát vào ván thân ghe kêu rào rào. Cá lớn chạy rồi, ai nấy thở phào mừng rỡ. Nắp khoang hầm nói đậy kín nhưng chỉ che hờ. Nhờ vậy gió bên ngoài thổi tốc xuống dưới làm không khí bớt ngột bớt nóng. Tôi mỏi mệt khắp cả người, cảm giác tê dại lan dần xuống hai đùi rồi hai chân, nhưng vẫn không cách nào nhúc nhích thân mình được. Cá lớn chạy được một lúc khá lâu, thì người ngồi ngay trước mặt giơ hai tay choàng vào cổ tôi và sau đó gục hẳn đầu xuống. Từ từ người đó chúi đầu vào ngực tôi, xòa những lọn tóc dài phủ trên hai cánh tay. Một cô gái và không phải đào hay là bẫy vì màu áo trắng nhờ nhờ. Cô gái này chúi đầu mãi thì làm sao có thể thở được và sẽ càng say sóng hơn nghĩ vậy dùng hai tay tôi nâng người cô ngồi thẳng dậy rồi nói cô ráng ngửa cổ lên mà thở sẽ thấy dễ chịu đừng cúi đầu xuống mãi chóng mặt lắm làm theo lời vừa nghe nhưng chỉ được chốc lát cô ta lại chúi đầu tiếp vào ngực tôi mỗi lần như vậy tôi phải nâng người cô ngồi thẳng lên tôi cũng quá sức mệt mỏi rồi thiếp đi cho đến khi cửa hầm được mở hẳn ra kéo theo luồng không khí mát lạnh vào khoang kèm theo lời báo. Mình ra biển lớn rồi nghe bà con ơi, ra biển lớn rồi. Không một tiếng người trong khoang hầm đáp lại, ai nấy đều mệt nhoài vì say sóng, vì ngồi mãi một thế trong chỗ ngột ngạt. Ra tới biển lớn, không khí trong khoang ghe bớt ngột thì một cảm giác khó chịu khác xuất hiện. Sóng biển vỗ mạnh vào thân ghe làm mọi người nôn nao, bần thần say sẩm tôi bắt đầu chóng mặt và buồn ói dù trong bụng lép xẹp lúc chiều khi ở nhà ông bà ba tôi chỉ ăn uống qua loa nên giờ thức ăn trong bụng đã tiêu hết buồn ói nhưng chỉ ở toàn hơi nhưng nhờ ở được mới thấy dễ chịu trong người chung quanh tôi tiếng người rên vì mệt vì kiệt sức hoặc vì nôn ẹ. một dòng âm ấm, ấm chảy từ từ xuống ngực rồi lan xuống bụng tôi cô gái ngồi trước mặt đã ói Cô ta tiếp tục ở rồi ói luôn vào người tôi. Được một lúc cô thì thào, "Em mệt lắm anh ơi, em xin lỗi anh nhé, khó chịu quá, chắc em chết mất." Nghe giọng cô tôi biết là người miền Bắc và còn trẻ. Ngửa mặt lên cô ta rùng mình nhiều lần rồi lại ói nữa. Mùi chua nước chanh pha lẫn mùi béo hủ tiếu mì cùng mùi thịt nướng bốc lên từ bệt ói trên người. Tôi ghê quá rồi nghĩ mình mặc duy nhất bộ quần áo lấy đâu ra bộ khác để thay. Ói đầy người tôi, cô gái này làm phiền quá nhưng cũng không trách được. Khoang hầm tối hù không ai biết mặt ai, người nằm rũ đè lên người khác, chỗ nào cũng bê bết những vệt nước bẩn đồ ói của nhau, có người cầu nhào than bãn vì bị nước đái thấm ướt người. Cá lớn cứ chạy cho đến khi trời sáng dần, ánh sáng chiếu vào mới thấy có quá đông người trong khoang hầm, người lớn trẻ em nam và nữ san sát bên nhau trong một không gian nhỏ xíu người người bó gối cong lưng nằm ngang dựa ngửa nửa đứng ngửa ngồi lom khom sát vách hầm hoặc đè lên nhau chịu đực ai nấy nhắm mắt như ngủ gục đầu gật gù hoặc là ngửa mặt lên phía cửa khoang trước chuyến đi nhiều người đã uống thuốc chống ói nhưng cũng chẳng ăn thua gì ói vẫn cứ ói Cô gái ói vào người tôi mặc chiếc áo có màu hồng nhạt, ngồi gục đầu bất động rũ rượi. Tai tôi nghe có tiếng con nít kêu khóc đâu đó, trong ghe, rồi tiếng phụ nữ rỗ nhẹ nhẹ. Trẻ em đi cùng cha mẹ trên cá lớn và chúng đang ở đâu? Trong khoang hầm bên cạnh hay là ở trên buồng máy? Được một lát tôi lại ngủ thiếp đi. Ngủ rồi thức sau đó lại ngủ tiếp. Cho đến lúc có tiếng người vọng xuống báo tin cá lớn đã ra khỏi vùng biển Việt Nam. Cá lớn đã ra khỏi vùng biển Việt Nam, chúng tôi đã thoát tay công an biên phòng. Tài công cho phép ai muốn lên trên mặt ghe thì lên, nhưng phải cẩn thận khi đi lại, rủi bị rớt xuống biển không ai biết thì ráng chịu, mà ngay cả có người trông thấy cũng chưa chắc ghe sẽ quay lại vớt. Các tài công nói thêm, nếu ai cảm thấy ở dưới khoang ghe được thì cứ ở dưới, đông người trên mặt sàn ghe cũng không tốt. Nghe xong vài người ngồi gần cửa hầm đã lấy sức đu thân trèo hẳn lên trên, rồi lại có thêm một số người khác leo ra tiếp. Không khí ở khoang hầm bớt nóng, nhưng mùi đồ ói, mùi nước tiểu, mùi dầu máy ghe hòa với mùi dầu gió xanh vẫn nồng nặc, khiến tôi nghĩ mình phải ra khỏi nơi đây. Liền đó tôi lách người kéo cô gái ngồi dậy và nhẹ nhàng rời cô dựa lưng vào sát vách ghe. Cô ta ngửa mặt lên hé mắt nhìn tôi miệng thều thào. Em cảm ơn anh, Đúng như tôi nghĩ lúc khuya cô gái này còn rất trẻ, chắc trên dưới 20 tuổi. Nét mặt cô mệt mỏi, tiều tụy nhưng trông rất xinh. Bước tới chỗ nắp cửa hầm, lấy sức tôi đã trồm tới được và một người ngồi ngay cạnh liền nắm tay giúp leo lên hẳn. Trên mặt sàn ghe đầy nhóc người ngồi nằm la liệt bên nhau. Nhìn đồng hồ đeo tay đã 6 giờ 25 chiều. Tôi cúi người lết lại một chỗ trống gần phía mũi ghe, và nằm ngửa vật ra đó cá lớn vẫn chạy băng băng có lúc cỡi sóng làm văng nước tung tóe vào mặt vào người bọn chúng tôi nhưng vẫn dễ chịu hơn so với lúc chen nhau chật cứng ở dưới khoang hầm trời xâm xẩm tối dần rồi đêm hẳn bầu trời trong vắt đầy sao lấp lánh cá lớn chạy hết tốc lực mà tôi cảm giác mình vẫn đang nằm yên tại chỗ tôi luồn tay nắm chặt đoạn dây thừng nối từ mũi ghe cho an toàn và cứ nằm yên cho đến lúc lại ngủ thiếp đi rồi thức rồi ngủ trong đêm dần dần qua cho đến khi trời bình minh một tròng đỏ trứng gà từ từ nhô lên trên mặt biển xanh ở phía đông xiên xiên cạnh bên thân cá lớn bóng tròn đỏ mặt trời lơ lửng trên bầu trời buổi sớm mai và in hình phản chiếu trong làn sương mờ của mặt nước xanh dương không một gợn mây cảnh bình minh trên biển trông thật đẹp đã qua cơn say sóng tôi ngồi nhổm thẳng dậy nhìn xuống quần áo mình những bệt loang lộ đã khô của thức ăn ói hồi khuya giờ dính cứng trên mặt vải thầm nghĩ mình bẩn quá nhưng lấy đâu ra quần áo sạch để thay bây giờ không thấy đào và bảy trong số người ngồi trên mặt sàn ghe tài công đã ém hai cô gái vào chỗ nào trong đêm tối khi từ ghe taxi chuyển sang bây giờ tình trạng hai cô ra sao không còn say sóng, tôi đi lần ra đằng sau cá lớn, nhìn vào buồng lái thấy khá đông phụ nữ cùng trẻ em chen chúc sát bên nhau trên cái sập gỗ. Phần đuôi ghe sau buồng lái cũng đầy người, đang ngồi hoặc là nằm la liệt ở mặt sàn hầm máy tàu. Hai phụ nữ đang lui cui nhóm lửa bếp dầu hôi để chuẩn bị nấu bữa ăn. Một cái nồi khá lớn, đầy mì gói bẻ vụn, cơm nguội và thịt băm nhỏ để trong dĩa ngay bên cạnh gần đó một phi nhựa lớn nước lã được người đàn ông trọng tuổi ngồi kế bên canh giữ tôi lại gần xin ông ta chút nước uống ông liền mở nắp phi nhựa múc ít nước bằng cái ca mũ nhỏ xíu đưa cho tôi rồi nói uống vậy thôi nha cậu còn phải để dành cho người khác nữa mì nấu chín hai phụ nữ múc lần lượt cho từng người một bát nhỏ nhận bát mì có người cố nuốt lấy sức nhưng vài người lắc đầu từ chối từ lúc xuống cá lớn tới giờ không một chút gì bỏ vô bụng, nên khi bát cháo chuyển đến, tôi cầm lấy và húp liền từng ngụ. Cháo nấu lạt nhách, hai người phụ nữ đã cố ý nấu cháo lạt vì những gói bột nêm còn nguyên cạnh bếp lò. Cho bột nêm vào nồi cháo, người trên cá lớn khi ăn xong sẽ phải uống thêm nước, mà nước thì rất giới hạn cho từng người. Cá lớn vẫn chạy êm ả suốt trọn buổi sáng trên mặt biển bao la, vắng lặng không một bóng tàu. Những người ngồi nằm gần bên tôi vẫn lừ đừ cơn say sóng. Cả bọn chúng tôi mệt mỏi, áo quần bẩn thỉu nhìn nhau không ai buồn nói chuyện với ai. Có anh thanh niên nằm như đang ngủ, chợt ngồi nhổm dậy, lết đến sát mép ghe và ói ra chút nước đặc quánh màu vàng. Anh ta đã ói ra mật. Nhìn đồng hồ trên tay đã 2 giờ 45 chiều, chợt tai tôi nghe tiếng nói lớn, "Ê, hình như có tàu lạ đuổi theo ghe mình bà con ơi." Nghe lời báo động, tôi đứng hẳn người lên nhìn ở mé sau cá lớn lờ mờ một chấm đen nhỏ bằng cỡ hạt đậu xanh tuốt tận đằng xa xa vài người khác cố đứng lên nhìn chấm nhỏ đó rồi có tiếng hỏi sao ông biết tàu đó đuổi theo ghe mình có chắc không tôi để ý cả tiếng đồng hồ từ lúc nó mới chỉ như một cái chấm nó cứ chạy theo mình có vẻ càng lúc càng nhanh hơn tôi phải báo tin cho mấy cha tài công biết dứt câu người đó đi vào trong buồng lái ghe và ngay sau khi quay trở ra với một người đàn ông trung niên, vẻ mặt mệt mỏi như vừa thức dậy sau giấc ngủ vùi. Bước đến gần chỗ chúng tôi, ông đó lấy tay che mắt, tránh những tia nắng phản chiếu từ mặt nước biển để nhìn cái chấm đen. Đứng yên im lặng suy nghĩ một chốc, rồi hướng mặt về buồng lái ông ta nói, thử đổi hướng khác xem sao Thuận ơi. Ông này là chủ ghe và chỉ huy đám tài công cùng thợ máy trên cá lớn. Khuôn mặt ông xương xương để râu mép, da hơi đen thân người gầy gò và dáng vẻ khắc khổ ông đến cạnh phi nhựa đựng nước lã người đàn ông ngồi đó đưa ngay ra một cái ca mũ lớn ông cầm và múc một ca nước đẩy đến miệng uống ngay vài ngụm rồi bước ra sát mép ghe ông đổ nước vào tay thấm ướt mặt xúc miệng lục bục rồi sau đó nhổ thẳng xuống biển đúng là xếp xòng vì người đàn ông ngồi giữ phi nước không hề phàn nàn gì lại hỏi có lấy thêm nước nữa không anh tám không vậy đủ rồi ông ta lắc đầu cá lớn đã đổi hướng chạy cả bọn chúng tôi ngồi yên nghĩ mọi việc đã qua mối lo nhưng không lâu sau người đàn ông tên tám cau mặt lẩm bẩm cha chả nó cũng đổi hướng chạy theo mình cả thuận ơi đổi hướng khác lần nữa xem mày tàu lạ cũng đổi hướng bám theo cá lớn chúng tôi người đàn ông tên tám quay vô buồng lái rồi trở ra tay cầm một cái ống nhòm khá lớn loại ống nhòm quân đội miền nam việt nam cộng hòa trước đây thường dùng ông ta đứng dựa lưng sát vào cột gỗ sau buồng lái chĩa ống nhòm nhìn về chấm đen ông im lặng quan sát khá lâu rồi đưa cái ống nhòm cho vài người chung quanh của nhóm tổ chức họ lần lượt truyền tay cái ống nhòm nhìn con tàu lạ người đàn ông tên tám ra lệnh thuận ơi cho máy chạy hết tốc lực đi đám người tổ chức ngồi hẳn xuống sàn ghe ngay cái bếp mặt người nào người nấy nhìn nhau căng thẳng Vài người ngồi gần hỏi mượn cái ống nhòm để nhìn con tàu lạ. Đến phiên tôi, nghĩ mình thử nhìn xem con tàu lạ ra sao. Tôi hướng ống nhòm nhìn cái chấm đen xám, nó lớn hơn khi nhìn so với bên ngoài, nhưng khó mà đoán được hình dáng thật, chỉ biết tàu lạ vẫn cố bám theo sau chúng tôi. Tôi chuyển cái ống nhòm cho người khác. Người đàn ông tên Tám Trấn An bảo ai nấy bình tĩnh đừng lo lắng gì. Ông giao cái ống nhòm cho một thanh niên và dặn tất cả tiếp tục theo dõi. Nghe lời ông, tám chúng tôi tản ra, nhưng trong bụng ai cũng vẫn mối lo. Cá lớn chạy mãi cho đến khi trời và nước đổi sang màu xám của hoàng hôn. Chiều xuống, gió thổi càng lúc càng dữ dội, và vì vậy mặt biển nổi đầy những cơn sóng khá mạnh, làm ai cũng sợ. Trời đã 5-6 giờ rồi, mặt biển dần sẫm tối và sóng nhẹ hơn trước. Anh thanh niên cầm ống nhòm cất tiếng gọi, anh tám ơi, lại xem ngay nè có thêm một tàu nữa đuổi theo ghe mình đó nghe báo chúng tôi vội đứng lên nhìn và sau đó lại chuyển tay nhau cái ống nhòm rõ ràng thấp thoáng thêm tàu thứ hai chạy xiên xiên nhắm hướng về cá lớn trong làn sóng nhấp nhô tài công thuận cho máy chạy hết tốc lực nhưng khoảng cách giữa hai bên đã gần hơn trước nên người trên ghe thấy rõ hình ảnh của hai tàu lạ với tôi chúng trông rất quen và thôi chết rồi tôi đã nhận ra hai tàu đánh cá thái lan quay đầu nhìn nhóm người của ông tám tôi định nói cho họ biết về ý nghĩ của mình thì một thanh niên thì thào hai tàu đánh cá thái lan mình gặp bọn hải tặc rồi ai có mặt tại chỗ đều nghe rất rõ lời anh thanh niên một luồng ớn lạnh chạy dọc cơ thể hằn lên nỗi sợ hãi trên mặt mọi người chúng tôi người đàn ông tên tám vụt đứng lên vỗ hai tay vào nhau và nói lớn nghe đây nghe đây chúng ta đang cơn nguy hiểm bà con ơi rồi ông tiếp liền một hơi tàu hải tặc theo sát ghe mình tôi là tám kiệt chủ ghe này mong bà con bình tĩnh góp sức với anh em tôi để chống lại bọn chúng tám kiệt cho biết trước khi vượt biên dự trù ghe có thể gặp tàu công an hoặc là bọn hải tặc truy đuổi nên ông đã đích thân xem xét thân ghe thật kỹ cho gắn máy mới và mang theo ít vũ khí phòng thân ông tiếp tụi tôi có một quả da láng lựu đạn M26 hình tròn, vỏ láng bóng như quả vú sữa và hai trái mini, lựu đạn trái nhỏ. Các đơn vị biệt kích quân đội miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thường sử dụng. Súng thì một AK-47 bán gấp và một cạc pin cưa bỏ bán gỗ. Đạn mỗi súng chỉ có một băng 30 viên thôi. Rất cần các anh các chú giúp, ai từng đi lính quốc gia hoặc là bộ đội, hãy ra góp sức với tụi tôi ngay. Những người có mặt trên sàn cá lớn không còn cảm thấy say sóng hay buồn ngủ nữa. Ai nấy đều tỉnh hẳn. Tám Kiệt vừa dứt lời, tiếng vài người nói ngay. Chú ơi, để cháu sử dụng cây AK cho. Anh để tôi thủ cây cạc pin nghe. Tiếng một người khác. Đưa tôi trái mini đi. Tôi ném chết mẹ tụi nó luôn. Trong chốc lát, những người hưởng ứng ngồi quây quần chung quanh Tám Kiệt và một phương án tác chiến cấp tốc được họ vạch ra kinh nghiệm từ những ghe vượt biên gặp hải tặc trước đây kể lại trong thư gửi về cho thân nhân thì hai tàu hải tặc sẽ ép ghe chúng tôi vào giữa, ép cho đến khi ghe vượt biên phải ngừng lại, chúng sẽ nhảy qua dở trò, tám kiệt cho biết khi hai tàu hải tặc áp sát bên cá lớn thì đúng dịp thuận tiện, gần tầm tay nhất, người thủ lũ đạn phải mở kiếp ném thẳng sao cho lọt vào tàu hải tặc, ném lọt được xuống hầm máy tàu chúng càng tốt người thủ súng AK hay cạc pin phải hỗ trợ bắn gục ngay bất kỳ tên hải tặc nào, định nhảy qua hay vừa nhảy sang được mặt sàn cá lớn. Mini rút chốt xong sẽ nổ lập tức khi ném và sức sát thương rất lớn. Do vậy tôi đề nghị hai quả mini được ném liên tiếp ngay vào hai tàu chúng. Ai cầm quả da láng phải hầm sẵn trong tay. Nếu thấy quả mini nào không nổ hoặc là nổ nhưng không phá được tàu chúng thì phải ném bồi tiếp liền. Nhớ nghe, mini rút chốt phải ném ngay. ra láng phải đếm từ 1 đến 5 mới được ném. Ném sớm quá, coi chừng bọn hải tạc nhặt được rồi quăng lại bên ghe mình thì khốn. Một người đàn ông nói giọng bác góp ý. Tất cả những điều họ nói ra thật đúng. Phải chờ khi hai tàu hải tạc thái sáp lại cạnh bên hông cá lớn đúng tầm và ném được lụ đạn lọt vào trong tàu chúng thì chúng tôi mới có hy vọng thoát nạn điều quan trọng đừng để bọn hải tặc biết trên cá lớn có vũ khí như vậy chúng sẽ hút thẳng cho bể ghe ngay thay vì áp sát vào để bắt sống người mình có ống nhòm biết đâu chúng cũng có để theo dõi mình đó cẩn thận đừng để chúng thấy vũ khí mình cầm trong tay một người khác góp ý cầm cây viết tám kiệt vẽ phát hình hai tàu thái lan kè sát cá lớn vào giữa thật không ngờ nét vẽ của ông khá đẹp cung cách và nét vẽ của ông ta tôi nghĩ tám kiệt không phải là một chủ ghe bình thường tám kiệt cùng nhóm tác chiến sắp xếp vị trí phải đứng thủ vũ khí gì trong tay để có thể tiếp ứng cho nhau trong việc đối đầu với hai tàu hải tặc chợt ánh đèn pha sáng rực từ hai tàu thái chiếu thẳng vào ghe chúng tôi làm ai nấy chói mắt chúng vừa mở đèn và khoảng cách đã gần kề cá lớn hơn trước tám kiệt lấy tay che mắt nhìn hai tàu thái rồi nói nếu bọn chúng chỉ có một chiếc thì mình cũng chẳng sợ, vì nó đuổi thì đuổi, mình chạy cứ chạy. Tôi biết ghe mình gắn máy gian ma đời mới thật, nhưng làm sao mà chạy bằng tàu thái được. Máy tàu tụi nó, loại ray 6 chạy nhanh hết biết, nhưng mình cứ chạy hết tốc lực. Nếu nó sáp lại gần thì mình tách ra. Giờ nó có tới hai chiếc thì việc lại khác. Các anh các chú đã nhận trách nhiệm thì phải thật bình tĩnh đối phó với bọn chúng. Muốn tránh gặp chúng mà không được, mình đành phải tự bảo vệ lấy thôi. Lựu đạn khi nổ có thể sẽ văng miệng gây thương tích người trên ghe, nhưng đành phải chịu. Giữa cái xấu và cái tồi tệ, chúng ta phải chọn cái xấu. Biết đâu bọn chúng cũng có súng và như vậy sẽ có người của phe mình bị thương hoặc là chết, chúng ta phải chấp nhận may rủi phải không? Một người tham gia tác chiến phụ họa, tàu hải tặc Thái chỉ có trên dưới 10 thằng, trong khi mình tới 6 70 nam giới và có vũ khí nữa không lẽ chịu thua bọn chúng sao mình phải lì bình tĩnh khi hành động và đừng có sợ tụi nó ông ta nói đúng mỗi tàu đánh cá thái lan có rất ít ngư phủ ỷ tàu lớn và ghe vượt biên nhỏ nên chúng sáp lại ăn hiếp nếu gan dạ đối đầu chưa chắc bọn chúng làm gì được ghe vượt biên chúng tôi phải can đảm đối đầu và không còn sự chọn lựa nào khác đột nhiên có tiếng súng nổ từ hai tàu thái tiếng súng lại nổ tiếp từng pháp một vang vang chúng bắn chỉ thiên hay là bắn thẳng vào cá lớn tám kiệt đã tiên liệu đúng tàu hải tặc có súng tám kiệt liền bảo khách ngồi trên sàn ghe chui xuống khoang hầm cho an toàn nhưng chỉ một vài người chịu nghe lời ông đã trải qua cái mệt ngột ngạt khi ở dưới khoang hầm nên bây giờ bảo họ chui xuống trở lại rất khó chết thì chết họ vẫn cứ ngồi trên mặt sàn ghe chờ đợi những chuyện sắp sửa xảy đến hai tàu thái đến gần hơn y chang những tàu hải tặc tôi đã gặp trong chuyến vượt biên kỳ trước dàn đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào cá lớn cùng tiếng loa kêu stop stop văng vẳng trong gió từ hướng hai tàu hải tặc bất chấp tiếng súng nổ tiếng loa gọi cá lớn chúng tôi vẫn chạy sợ và dừng máy lại để chết vào tay chúng sao có mà điên đã có kế hoạch tác chiến rồi hai tàu hải tặc áp sát lại hai bên hông cá lớn đi sẽ biết tám kiệt lệnh lấy ngay túi vũ khí ra phân phát cho những người tác chiến và ông dặn phải thật khéo đừng để bọn tàu thái trông thấy nhưng thật không ngờ túi đựng vũ khí không có trong cá lớn dù tay chân tám kiệt kiểm đi soát lại mọi ngóc ngách cùng các túi sách cá nhân ở trên ghe không ai tìm thấy túi đựng vũ khí đâu cả mà hai tàu hải tặc đến quá gần cá lớn rồi chúng chạy song song với nhau chỉ để một khoảng hẹp giữa hai thân tàu khoảng hẹp dành để ép cứng cá lớn chúng tôi phải dừng đứng lại. Tám kiệt hoảng hốt, thật sự, thúc hối tìm bằng được túi đựng vũ khí ngay nhưng vô vọng. Ai đó trong nhóm tổ chức đã bỏ quên nó dưới một ghe taxi khi vội vã chuyển người sang cá lớn. Biết sự thật phũ phàng, Tám Kiệt ngồi bệt hẳn xuống sàn ghe, hai tay ôm đầu rầu rĩ. Thình lình ông ta đứng bật dậy gầm lớn. Đủ má, tụi chúng mày làm ăn như con cặc. Việc quan trọng như vậy mà làm cũng không xong, Bây giờ lấy cái gì để chơi với tụi nó đây? Tao đã dặn đi dặn lại mà vẫn quên. Trời ơi là trời. Tám kiệt lão đảo tiến đến dựa vào cây cột phần đuôi ghe. Nhóm người tay chân im lặng nhìn ông rồi quay ngó nhau trong bối rối. Tám kiệt từ từ ngồi bệt xuống sàn ghe mặt thiểu não nhìn hai con tàu thái khẽ lẩm bẩm trách móc. Tao đã quá tin tưởng tụi bay. Lẽ ra phải tự tay tao làm. Tội nghiệp con tôi, vợ tôi làm sao bây giờ? Một hồi còi lãnh lót vang lên từ phía hai tàu thái làm chúng tôi giật nảy mình hồi còi như tiếng cười tiếng hú của loài ác thú sắp vồ được con mồi sau đoạn đường rượt đuổi tiếng hú đắc thắng trước con mồi nhỏ cố chạy vì không phương chống cự và sắp sửa xa vào tay chúng tôi nhìn tám kiệt cùng đám người tay chân ánh mắt thất thần của họ làm tôi nhớ lại khuôn mặt của anh tấn và hai tài công trong chuyến vượt biên vừa qua khuôn mặt hối lỗi vì một toan tính sai lầm để gây hậu quả không may cho cả ghe tôi thấy lại khuôn mặt của ánh phương và của mỹ an đang hiển hiện trong ánh mắt các phụ nữ trên sập gỗ ở buồng lái cá lớn những phụ nữ thiếu nữ vẻ mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp hấp dẫn bọn quỷ sống trận được cá lớn tối nay sau khi vơ vét tài sản thì có thể chúng chỉ bắt đi toàn bộ nữ giới và tha không giết đàn ông thanh niên như ở ghe tôi vượt biên Tôi nghĩ vậy nhưng cũng không chắc, vì khi đó chuyến tôi đi đang ở trong vịnh Thái Lan, nơi có nhiều ghe thuyền qua lại khiến chúng trùn tay. Giờ đây cá lớn ở trong vùng biển quốc tế bao la và nhất là đang trong đêm tối. Bóng tối đồng lõa với tội ác, chắc chắn số phận bi thảm sẽ đến cho người trên cá lớn chỉ trong một chốc lát nữa. Vài thiếu nữ luống cuống cố thu mình trước ánh đèn pha hai tàu Thái và có người đã rấm rứt khóc đám nam giới chúng tôi ngồi bất động yên lặng không có vũ khí trong tay nên ai cũng mất tinh thần người nào người nấy nhìn nhau thầm hỏi biết làm cái gì để thoát hai tàu thái bây giờ tôi nghĩ về mẹ tôi cùng các em trai em gái trong nhà mình vừa thoát tay công an giờ lại gặp bọn hải tặc tôi nhớ lời dặn dò của hường nếu gặp chuyến vượt biên phải báo tin cho nàng biết để gia đình sắp xếp gửi cao đi cùng mấy ngày ẩn náu ở nhà ông ba thâm tâm tôi đã ray dứt vì không làm tròn điều hường gửi gấm. Không ngờ như vậy lại may cho gia đình nàng. Tôi nghĩ tới thằng Dũng với lời nó từng kể. Số tao á, mấy người quay tử vi nói đi vượt biên khó thành vì mệnh có cách ngựa què, chiếc túc mã mà hoang mang hay là mạng của bản thân mình cũng thế. Tôi đã gặp hải tạc một lần và đã thoát nhưng còn bây giờ. Thêm hồi còi lanh lảnh rít lên từ hai tàu thái Khiến tôi phải ngẩn mặt nhìn chúng, một chữ T lớn nổi rõ ngay mũi con tàu, cao vút phăng phăng lướt sóng theo sát sau chúng tôi. Tiếng loa stop stop chung với tiếng còi vang vang làm ai nấy trong cá lớn khiếp đảm, tay chân run rẩy kinh hoàng. Ngồi thu mình cạnh cột gỗ, tôi cúi đầu lẩm bẩm, "Mẹ ơi, tàu thái đến gần quá rồi, con sắp chết đây." Bất ngờ, thật bất ngờ, một việc xảy ra nhanh như chớp mắt và tương tự phép lạ đã giúp ghe vượt biên chúng tôi thoát tay bọn hải tặc chỉ trong gang tấc. Sự việc xảy đến thật nhanh và bất ngờ, trong lúc tôi đang nghĩ về mẹ tôi, người mẹ hiền cao tuổi suốt một đời lo lắng và săn sóc từng chút một khi tôi sống bên bà. Trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là đứa con bé nhỏ, dù bây giờ đã hơn 30 tuổi. Tôi khiếp sợ lúc thấy hai con tàu Thái đến quá gần, vì biết khi ép bắt được cá lớn Chúng chẳng cần giết nam giới làm gì cho mệt sức, chỉ quăng từng người một xuống biển là xong. Sóng biển cùng cơn nắng nóng chỉ trong vài ngày, cả bọn người trên cá lớn chúng tôi sẽ từ từ kiệt sức và chắc chắn là chết. Đó là chúng không giết ngay, còn không thì với dao to bản. Là đồ nghề của ngư phủ cũng sẽ thành vũ khí để chúng thanh toán thuyền nhân nào còn lót ngóp dưới nước. Khi còn ở trên tàu hải tặc trong chuyến vượt biên lần trước, tôi thấy chúng còn có cả búa tạ, mỏ lết lớn và cái đòn sắt dài nữa. Một trong các thứ đó sẽ phạm vào người mình. Tôi nhắm mắt ôm chân cột của mái che cá lớn mà rên rỉ. Ôm chân cột hay đang ôm chân từ mẫu, tôi lầm thầm xin bà tha thứ cho các lỗi lầm đã làm. Thì tai nghe tiếng động rào rào đều khắp. Tiếng rào rào phát ra từ trên nóc cabin buồng lái, càng lúc càng lớn hơn và át cả tiếng máy ghe, Cùng tiếng người gọi nhau lao sao, những giọt nước lạnh bắn hất vào người làm tôi bừng tỉnh, mở to mắt nhìn. Một cơn mưa bất thần đổ xuống cá lớn và hai con tàu thái, trong phút chốc hai tàu hải tặc thành các vệt đèn pha mờ đục ngay sau cá lớn chúng tôi. Hạt mưa phản chiếu ánh sáng từ đèn pha vô tình đã tạo thành một bức chắn che mù đôi mắt loài cú nhìn mồi ngon. Mưa dày đặc nặng hạt quất xối xả vào thân cá lớn, làm tôi phải lách người vào sâu hơn trong mái che để tránh nước. Kịp thấy Tám Kiệt đứng bật dậy, lao tới buồng máy hét lớn. Tắt máy tắt đèn, ngừng ghe ngay Thuận ơi. Máy ghe liền im bặt cá lớn chạy chậm chậm từ từ. Thuận tắt cả các bóng đèn nhỏ nơi buồng lái và mái che phía sau cá lớn. Chớp mắt, hai con tàu thái lướt nhanh qua rồi mất dạng trong cơn mưa mù mịt tầm tã chúng đã không thấy cá lớn chúng tôi giữa đêm trường thăm thẳm cơn mưa vẫn rớt xối xả khá lâu mới nhẹ hạt dần và từ từ dứt hẳn chúng tôi nhìn mặt biển tối đen chung quanh hai con tàu thái giờ chỉ còn là đốm đèn sáng nằm cách chúng tôi tít đằng xa nơi một chân trời tám kiệt cho nổ máy ghe trở lại và dùng ngay đốm sáng của hai con tàu thái làm điểm chuẩn y đổi hành trình chạy sang một hướng khác cơn mưa bất ngờ đã cứu mạng ghe vượt biên chúng tôi Chúng ta thoát nạn rồi bà con ơi. Ha ha. Tám Kiệt nói và cười hoan hỷ với những phụ nữ vẫn còn đang trong tâm trạng sợ sệt, ngồi đầy trên sập gỗ ngay sau lưng y. Vài người hét lên vì quá vui trước chuyện may bất ngờ. Chúng tôi ai nấy thở phào nhẹ gánh mối lo, bây giờ đến phiên Tám Kiệt chạy ghe thay cho tài công bước ra khỏi buồng máy. Thuận đến gần chỗ tôi ngồi và dọn sơ những mảnh vụn mì sợi vương vãi trên sàn ghe ướt nước. Rồi anh nằm vật ra ngủ thật ngon lành. Bình minh đến với hình ảnh cũ, một lòng đỏ trứng gà từ từ nhú lên khỏi mặt biển xanh phẳng lì. Gió thổi nhẹ nhẹ, mặt biển buổi sáng thật yên lặng, không một lọn sóng. Trong cá lớn hầu hết mọi người vẫn còn đang cơn ngủ say. Vài người cho nhau biết họ buồn tiểu, nhưng dù cố hết sức vẫn không rặn ra được một giọt, không hiểu tại sao, hay đây là dạng sinh lý cơ thể người say sóng biển. Tôi lại kiếm chỗ ngủ cho đến khi tai nghe tiếng người gọi nhau ơi ới để xem cảnh cá heo bơi đua song song với cá lớn. Cá heo cả bầy ba bốn con có lúc vọt hẳn thân hình xám trắng thon gọn lên mặt nước như thách thức tốc độ trông thật ngoạn mục. Ở mặt sàn, tài công thuận ngủ ly bì khá lâu như chưa bao giờ anh có giấc ngủ như vậy. Cũng phải thôi, anh đã cầm lái suốt từ lúc cá lớn còn ở trên sông bên quê nhà cho đến tối đêm qua nhìn tám kiệt bên tay lái ghe tôi phục ông đã nhanh trí cho ngưng máy đúng lúc ngẫm lại cũng là chuyện lạ vì mưa đến rất nhanh hai con tàu thái vừa vượt qua cá lớn một quãng xa thì cơn mưa đó liền dứt đột ngột một phối hợp nhịp nhàng chính xác lạ lùng không ai ngờ đã có cơn mưa kịp lúc và đã mở sinh lộ cho đám người vượt biên chúng tôi nếu mưa mang niềm vui cho người này thì sẽ mang nỗi buồn cho kẻ khác như khi mình so sánh giữa người làm ruộng và người bán nước mía, khi cả hai cùng trong một cơn mưa. Cá lớn vẫn chạy đều đều êm ả, mặt biển chung quanh vẫn một màu nước xanh và không một bóng tàu ghe qua lại. Biển ở đây có màu xanh lá cây rất đậm và có lúc đổi sang màu tím thẫm. Trời về trưa làm bầu không khí nóng nực, vài người mặt mũi đỏ bừng vì ở ngoài nắng nhiều giờ. Những cụm mây trắng đứng yên trên bầu trời xanh trong vắt, không một cánh hải âu sau cơn hoạn nạn người trên cá lớn cảm thấy thân thiết hơn ngồi bên nhau bàn luận rôm rả về chuyện hai con tàu hải tặc hồi hôm ai cũng mừng vì một kết cuộc may mắn đã đến với mọi người trên ghe chuyện đã qua giờ nghĩ lại nếu khi đó chúng tôi có vũ khí và không có cơn mưa thì chưa biết hậu quả của hai bên sẽ ra sao có người quả quyết ghe chúng ta có ông bà theo phù hộ cho con cháu nên mới khiến đổ mưa đột ngột như vậy. Bầu trời trước đó, trong veo, tôi có thấy mây thấy miếc gì đâu. Lúc đó tôi cứ nghĩ ghe mình tiêu tùng rồi. Nói thật, vái đến được trại tị nạn tôi sẽ cạo đầu ăn chay một tháng liền. Một thanh niên vẽ mặt chất phát góp lời. Các bạn vừa nghe xong phần 10. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 11.